mang Lenovo Legion Pro 5 phiên bản 2023 nội địa chung đi test game AAA thì sẽ ra sao nhỉ? Nhiệt độ có bị nóng hay không và FPS thì có được mượt hay không, thì hãy cùng Laptop Boy trải nghiệm và đưa ra một số cái đánh giá trên phiên bản Pro 5 2023 nội địa chung này để xem nó hơn gì so với cả bản quốc tế anh em nhé. Bắt đầu thôi. Về cấu hình của phiên bản nội địa chung này sẽ có một chút những cái sự ưu việt hơn so với bản quốc tế. Ví dụ như sau, chúng ta sẽ có một con AMD Ryzen 7 7745HX 8x16 luồng, sẽ có RAM là 16GB DDR5 băng thông ở 5200MHz, dual channel luôn, có thể nâng cấp được SSD 1TB, PC Gen 4 và card đồ họa RTX 4060 8GB RAM và TDP sẽ là 140W điện. Thì đó, về cái thông số cấu hình nó như thế, trong cái mức giá nó rẻ hơn so với bản quốc tế khá là nhiều, đúng không? Chúng ta cũng có RAM 16, thậm chí chúng ta có SSD lên tới là 1T. Hơn nữa, em nói cho ông ta màn hình tới là 2K 240Hz, không phải là 165Hz như là bản quốc tế nữa. Hôm trước thì mình cũng đã show cho anh em chi tiết về cái setting của cả hai phiên bản này, về cái thông số màn hình của hai phiên bản rồi. Nhưng một số anh em lại bảo là 165Hz là màn của năm ngoái, chứ còn 2023 tất cả quốc tế cả nội địa chung đều là 240Hz hết. Điều đó hoàn toàn không phải anh em nhé. Cái bản đầu tiên, cái bản quốc tế mình test cho anh em ấy là phiên bản đấy chỉ có 165Hz thôi. Còn trên cái bản nội địa chung này chúng ta mới có là 240Hz và mức độ sáng là 500 nits, còn bản quốc tế sẽ chỉ có là 350 nits thôi. Đó, phủ màu thì vẫn là 100% sRGB trên cả hai phiên bản. Ok, thì lần này chúng ta sẽ cùng thử đi test game 2K trên cái màn 240Hz này để xem là FPS của nó có thể đẩy cho chúng ta tới là bao nhiêu, có được tối ưu trên combo này hay không. Bắt đầu thôi.
Và sau khi mà chúng ta đã đi quẩy qua một số con game cũng như một vài tác vụ nặng, ví dụ render video 4K, thì anh em có thể đưa ra cảm nhận của mình ở bên dưới bình luận của video nhé. Còn với cá nhân mình thì sau một quá trình mình trải nghiệm, mình thấy có một số những cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý như sau. Thứ nhất, đây là bản nội địa chung, chúng ta không có Lenovo Vantage, chúng ta phải cài ngoài. Và cái phần mềm mặc định theo máy là Legion Zone ấy, nó sẽ không cho phép chúng ta có thể tùy chỉnh và đăng nhập, tùy chỉnh vào sâu hơn, mà chúng ta bắt buộc phải đăng nhập vào cái này. Mà mình không có tài khoản bên đó nên mình không thể đăng nhập được. Bắt buộc chúng ta vẫn sẽ phải cài ngoài. Và cái việc bước đầu tối ưu hiệu năng cho em máy này để mà như kiểu bản quốc tế là chưa thể, mà chúng ta phải cài bên ngoài. Trước mắt thì mình sẽ chỉ chuyển sang chế độ performance và mình test game như thông thường cho anh em thôi. Thì anh em hoàn toàn có thể thấy là với những cái tựa game nhẹ nhàng như kiểu là CSGO thì chúng ta có thể dễ dàng đạt mức F vào khoảng độ trên 200. Cụ thể là sẽ vào khoảng độ 240 trở lên, 250 trở lên anh em nhé. Cho chúng ta cái mức FPS là rất mượt để chúng ta có thể quẩy ngon và tạo ra khá nhiều các highlight ở trên em máy này. Mình thì rất là ít chơi CSGO mà thôi, nhưng mà mình thấy là cầm một chiếc máy mà pro như thế này thì chơi cũng phần nào đó pro hơn đấy anh em ạ. Ngoài ra chúng ta cũng có một vài con game AAA nặng nề hơn, ví dụ là Forza Horizon 4 này, hay là Horizon Zero Dawn, hay là chúng ta sẽ có Spider-Man Miles Morales nữa. Thì ở đây đều là những con game mà AAA rất là nặng, và mình hoàn toàn có thể đẩy mức setting lên Ultra setting ở trên màn hình 2K anh em nhé. Tất cả mức setting mình đẩy lên cao nhất có thể, thì anh em có thể thấy là em nó đều cho mình một cái FPS là rất mượt. Kể cả với tựa game rất là nặng như kiểu Horizon Zero Dawn đi thì em nó cũng cho chúng ta FPS đều ổn định, sẽ là vào khoảng độ trên 80 FPS, là một cái mức ngon và mượt, mặc dù là trên mức setting cao nhất có thể trên máy này, setting màn hình 2K và Ultra setting đó. Hay là chúng ta có thể đi render video 4K qua Premiere đấy. Cái project này là project rất là quen thuộc, mình đã test cho anh em rồi. Thì trên cái combo cấu hình Ryzen 7 7745HX, nó cũng cho mình một cái tốc độ render của nó là rất là nhanh, 3 phút cho một cái project dài 5 phút 4K. Thì với cái tốc độ như thế là rất nhanh rồi, đúng không? Nó nhanh hơn rất nhiều so với cả AMD trước đây anh em nhá. So với cả Intel thì bây giờ nó cũng phải gọi là 19 110 rồi. Vậy thì còn anh em cảm nhận sao về hiệu năng của Legion nội địa chung? Comment bên dưới nhá. Mình sẽ để link sản phẩm bên dưới phần mô tả video này, cũng như là clip review chi tiết cái chiếc Legion quốc tế cũng như là nội địa chung, là mình sẽ để bên cạnh đây để anh em có thể đưa sự so sánh cụ thể nhất. Còn bây giờ thì đừng quên cho Laptop World một like và một sub, cũng như nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.